Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Vô đây cho tao mày. Đi vô đây. Đi vô đây bẻo. Con cái lì như quỷ à. Mày khóc cái gì? Đi mày. Mày im, mày khóc hay mày cười vậy? Dạ con đang khóc. Khóc cái gì? Hết vé mà khóc cái gì? Vô đi ngồi đi, vô đi ngồi tôi biểu. Đi ơi. Đi dắt con đi đâu mà đi dắt đi hoài vậy tiền? Tao ơi, chưa thấy ai mà con cái mà nó mắc nết như mày. Con gái mày không đẹp mày vẫn có chút cái nết chứ. Mày bị gì mày vô duyên dữ vậy? Ngày nào tao phải đi lo cái chuyện mà mày làm hại người ta mình tùm lum cái này kia, tao đủ mệt rồi. Con có làm hại gì đâu. Học hành không lo kiếm cái nghề cho nó đàng hoàng. Cái mặt xấu như quỷ mà đòi làm hoa hậu. Qua bà nội mày hả? Con tại vì ở xóm nó nói con đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất, nó kêu con thi đi thi hoa hậu. Giờ tía không cho con thi á, vậy thôi tía cho tía bán hết ruộng vườn nhà cửa, tía đưa tiền cho con đi. Bán hết ruộng vườn nhà cửa đưa tiền cho mày làm gì? Dạ để con lấy cái tiền đó con đập nát mặt con ra, con thẩm mỹ viện lại cho cái mặt con nó đẹp thi hoa hậu. Thôi hỏi bác sĩ mà gặp cái mặt này là chạy rồi nha. Mày chỉ có cắt cái đầu, lấy cái đầu Minh Tiết gắn vô thì được. Mặt xấu như quỷ mà đập cái mặt. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Nè, suốt ngày tao nuôi mày là tốn biết bao nhiêu tiền đâu nghe. Ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu, ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu. Tiền phải giấy đâu mày. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Mới hồi sáng đưa 2 triệu rồi làm gì nữa? Thì đó, bây giờ lấy tiền mình đề phòng có gì mình trả nợ tiếp. Tao mới đưa hồi sáng 2 triệu rồi, ăn sáng không mà tốn 2 triệu đồng. Đâu có, con ăn hủ tiếu gõ thôi mà, tốn 2 triệu nó cũng có lý do của nó chứ. Hủ tiếu gõ được 2 triệu mày? Thì sáng con đi vô trong cái chỗ đó, con thấy bán hủ tiếu gõ ngon quá, cái con xà vô liền. Con vừa ngồi vô cái thằng phục vụ nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi xong cái nó bưng ra cho con một tô hủ tiếu xương. Con nói là con bị đau răng quá, con ăn xương không có được. Rồi cái nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói là con ăn cái gì cũng được. Rồi nó bưng ra cho con tô hủ tiếu bò viên. Thì mày ăn đi. Con nói là con bị dị ứng bò viên, con ăn không được. Cái nó hỏi con, chị ăn cái gì? Rồi mày nói sao? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi sao? Rồi cái nó bưng ra cho con tô hủ tiếu không. Thì mày ăn đi. Con nói bà mẹ nó hủ tiếu không có gì mà ăn. Rồi nó hỏi con, giờ chị ăn cái gì? Rồi mày nói sao? Con nói ăn cái gì cũng được. Rồi cái nó quăng một cái nùi dẻ trên bàn một cái tép. Nuốt nùi dẻ đi má. Con giận quá, con đứng dậy con tát một cái tát. Kẹo cái cổ, đi vô bác sĩ, bó bột hết 500.000 đồng. 500 ngàn sao mày lấy tao 2 triệu mày? Thì bởi vậy, nó lúc con tát nó một cái bóp, nó gãy cái cổ, cái đầu nó xà cắm vô trong cái tô nồi hũ nước lèo. Rồi cái hũ nước lèo, rồi nồi hũ nước lèo nó đổ ra, rồi con đền mất thêm 1 triệu nữa. 1.5 triệu. Tao không hiểu sao tao có đứa con như mày á thiệt. 1 triệu, dưới này 500 là 1.5 triệu, sao mày lấy tao 2 triệu mày? Dạ, bởi vậy tao nói cái khi mà cái xui nó đến ông bà nội, bà ngoại gì nó kéo đến hay sao á. Thay vì người ta đổ cái nồi nước lèo không thôi là đủ rồi, tự nhiên có bà chó bà ngồi kế bên, hũ nước lèo nó đổ vô nó trụng nguyên bà chó. Rồi bà bị bỏng đưa đi bác sĩ chữa hết 400.000 đồng. Cũng là 1.9 triệu hà, mày lấy tao 2 triệu. Thì tại có cái người người ta đưa con chó đi khám bệnh, trong lúc người ta ngồi ta chờ đợi bác sĩ khám bệnh, cái người ta ăn uống nước mía nữa, rồi hết 100.000 nữa chẳng 2 triệu. Tao không còn lời nào để tao diễn tả mày á. Tao mà biết mà từ hồi đó tao sinh ra mà mày như vậy, tao bóp cổ mày chết cha cho rồi. Cũng hên đó nha, hên là cái nồi nước lèo nó đổ vô con chó, rồi đi chữa có 400, đổ vô người là không biết tiền đâu đền cho người ta. Bởi vậy chó mày sinh. Alo.
Rồi rồi. Bà chủ quán hủ tiếu gõ bà phỏng luôn rồi. Hả? Ủa sao tự nhiên chó phỏng rồi giờ bà chủ cũng bị phỏng luôn là sao? Bà ôm chó đi chữa bà bị phỏng luôn. Bà nội cha mày. Giờ bà đòi 3 triệu nữa kìa mày. Ủa vậy là tổng cộng con ăn tô mì gõ sáng nay hết 5 triệu hả? Yên tâm đi, 3 triệu đó ta từ từ ta kiếm cách ta nói rồi khỏi trả. Còn tốn 2 triệu kia là ta trả chắc chắn rồi. Bà nội cha biết 2 triệu là bao nhiêu tiền không mày? Dạ 2 triệu. 100 đô. 100 đô ta mua 4 cuốn thí nga mày biết không? Bà nội mày. Bởi vậy á. Thôi tí ơi, bây giờ mình đâu cần mua thí nga gốc đâu. Mình lên hẳn YouTube mình coi luôn đi. Mày hay lắm. Lên thẳng vô cuối coi đúng không? Dạ. Số sau chắc chắn không có mày đâu nha. Ngu như con bò. Đâu có. Con nói là con chưa có nói. Cả hai. Mình vừa mua băng gốc rồi xong mình vừa lên kênh YouTube của Thiên Nga Paris By Night mình coi nữa. Mình nín giùm tao cái. Nhưng mà mấy số mới người ta không có post lên đâu. 8 năm sau người ta mới post lận. Mày nín đây. Tao post mấy số từ ngày xưa kìa. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Tía. Cái gì? Tía ơi. Đi vô, vô kia ngồi. Tí kêu con đi đây, đến đây làm gì vậy? Vô kia mày ngồi đi. Tè. Ủa anh? Làm gì vậy? Tí ơi. Làm gì vô nhà tôi như nhà quan chết chủ à? Này là ông Tư. Tư nào? Ông coi bỏ giỏi lắm. Hả? Gì hả? Tôi dắt mày tới để ông coi, ông sửa lại, hiểu không? Sửa phong thủy, sửa số, sửa cái gì lại cho mày, hiểu không? Con có ở đâu sửa, con đẹp quá rồi sửa gì nữa. Thì đúng rồi, mày đẹp rồi. Đó, mày hay ảo tưởng lắm nha. Ủa đâu rồi? Đây, anh nè. Ngồi đi. Ngồi đi anh. Ngồi uống nước chơi. À, ngồi đi. Nhà tôi. À, quên. Tôi không mời, thôi anh mời chi. Đi ăn nắm cung đình ở đâu mà mặc đồ đẹp dữ. Đó, bị đi công chuyện. Rồi về đi đám ma. Đám ma về, sợ vô nhà mình xui vô nhà ta trước. Phải. Không phải. Đâu có sao đâu anh đừng run cây nhát khỉ. Tôi là thầy mà chuyên trị về cái chuyện đó mà anh lo gì. Thì đó. Uống nước đi. Mày đứng giật giật ra coi bên này người ta không thấy tao. Sao mày ngu dữ vậy? Uống đi uống nước. Rồi mai tôi cũng mặc áo dài đó. Ừ. Chứ mà anh á. Gì vậy? Nước tôi pha 4 ngày không ai uống á. Cha mày sao chả kém dữ. Thôi nói chứ đi đâu rồi nói lại đi, bị nhà này khách đông lắm, ngày nào tôi cũng coi cho người ta nhiều dữ lắm. Ủa con thấy có đông thì đâu, thấy nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh mà đâu có khách đâu. Ủa chứ buổi sáng có 2 người như cha con mày là đông rồi. Chứ mày nói ra là không có lính thì bị vậy vô duyên. Nó vô duyên đến nỗi mà nó mở mắt ra một làn gió thẹt qua là vô duyên rồi. Cho nên giờ á lớn tuổi rồi mà chưa có chồng con gì hết. Thấy không? Giờ mong anh nó làm sao, cúng kiến sao, quá dại đi cho nó hết cái vô duyên để lấy chồng. Cho tôi nuôi quá, tôi mệt quá đi. Thôi tí ơi, lo gì? Con trai nó theo Hà Lầm luôn rồi tự nhiên nó đi cúng quải để cho có chồng. Ai ơi mày ơi, mày làm như tao ham cúng cho mày lắm vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cúng trục vong tao cúng được nè ha. Cúng nhập vong tao cúng được, kêu vong về tao kêu được ngang. Chứ cúng mà hết vô duyên là bà nội tao cúng cũng không được đó. Vô duyên nó nằm ở trong máu rồi sao cúng. Mày nói một cây gì? Mày nói là cái gì? Báo nhiêu lần tao dặn rồi, đừng có nói gì hết, để mọi chuyện tao sắp xếp. Dạ. Nghe chưa? Mày đứng qua bên đi. Dạ. Mày là chỉ thấy gà dạng như là CD thôi, đừng có làm DVD nha. Dạ. Có tiếng đừng có hình. Không, nói chung là bây giờ nó chỉ coi như cái TV hư đi. Nó không tiếng, không hình, đứng im. Đó. Rồi, bây giờ để tôi qua tôi nói nhỏ. À, dạ. Cái đồ thiết kế rồi bỏ nó xuống dưới luôn. Nó thiết kế cái đồ. Rớt cái gì vậy tiếng? Rớt cái điện thoại nó chạy qua khu vực nguy hiểm đó. Trời ơi mẹ ơi. Đeo chi rồi nó rớt từ lưa hết trơn à. Nó chạy qua cái khu vực đó đó mà cái thằng mà sản xuất ra cái này nó mới tội nghiệp nè. Công trình nó đầu tư chất xám mà nó xuyên tâm liên qua là thấy thua rồi. Kệ đi mà, tôi có chuyện. Bây giờ sao? Không có ai. Nhà tôi khách đông mà không có ai. Tôi nghe đồn là có bà Chính Bành mối của anh, đúng không?
Yên tâm, bà đó là mối ruột của tôi đó. Mỗi tháng đó là tôi coi bói cho bà giàu là nhờ một tay tôi. Ngày nào bà cũng tới nhà tôi hết. Mối luôn hả? Mối ruột đó, bà giàu, tới giờ này bà giàu, bà có tiền là nhờ tôi. Vậy hả? Ngày xưa tôi coi cho bà nha, lúc hai vợ chồng bà đang mừng ăn phơi phới, tôi nói chị sắp có của quạnh tài. Đó, bà ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, về hai vợ chồng quánh nhau ly dị, chia của, bà có của quạnh tài đó. Trời, tôi coi là chính xác. Hồi trước giờ coi ai chưa? Mình bả à. Ủa gì kỳ vậy? Mình bả mà ngồi toàn 8-9 tiếng không à. Chịu khó nghe tôi nói lắm. Ngày nào cũng qua? Ngày nào cũng qua, mỗi tháng là coi như là tôi được 3,000 là từ bả đó. Ngày trăm. Ngày trăm. Ngày trăm đô á. Tháng 3,000. Rồi coi cũng nói, gì về nào ngay cũng có tháng 2,800. Ủa sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao thầy? Tháng 28 ngày. Ngày đó tháng 28 ngày. Rồi nói tính đổ đồng là khoảng chừng 3,000. Rồi cũng có tháng 31 ngày. 3,001. À là 31 ngày vậy? À. Chà. Nhưng mà được. Bây giờ cái gì chứ cái chuyện mà coi để phá gia can là tôi số 1. Hồng ơi, coi là coi cho nó phước phận với ai mà coi phá gia can. Bây giờ nói chung là bà coi để cái bây giờ vậy, bà có một đứa con trai đúng không? Bà có đứa con trai. Té. Cái gì? Cái coi gì vậy? Mày nín đi. Cái gì? Bây giờ anh nói làm sao cho bà chính bành, bà tin anh, bà lấy con gái tôi cho con bà. Yên tâm, nói cái gì, nói tới cái chuyện ly dị chồng đó mà bà còn tin tôi mà, đừng có nói. Ba cái chuyện gả con là chuyện nhỏ, cưới con anh chuyện nhỏ. Chắc giao không? Hết cho tôi đi. Chắc không? Nhưng phải có thù lao. Tôi đâu có bán nước miếng không được, tôi bán miệng nuôi thân mà. Nếu như mà cú này thành công, tôi trả anh 10,000 đô la Mỹ. 10,000 đô phải không? 10,000 đô là chưa kể nè. Lấy con gái tôi về. Mà anh biết là con nhỏ này nó khùng lắm. Thế nào hai vợ chồng cãi lộn, mà con bà cãi lộn với con dâu, thế nào bà không tới đây bà coi nữa. Không chừng bà coi ngày 2 lần, tháng được 6,000 nữa. Đúng không? Tương lai rực rỡ. Được coi. Vậy được được, yên tâm. Chắc chắn nha. Chắc chưa? Ê, chắc chắc. Nhớ nha. Rồi. Giờ này là bà gần tới rồi đó. Rồi. Né đi. Rồi. Chừng nào mà tôi phá băng cành cái gia đình bà là kêu tôi kêu vua. Telephone. Ê, telephone nè. Có điện thoại chưa? Có đâu. Không lấy điện thoại. Hả? Mới luôn hả? Mới. Bà có túi hả? Có túi. Sao bộ này nó không có túi ta? Về mai đi chứ để nó xuyên tâm liên nữa. Nhiều bữa nó xuyên. Có nhiều bữa lạnh lạnh á, không thấy xuyên luôn. Đi. Ủa giờ đi đâu Tiến? Mày đi về mày nấu cơm giùm tao đấy. Ôi Tiến ơi, cho con 2 triệu đi ăn phở đi. Tao lại mày ăn phở cho bà phở bà bị bỏng nữa hả? Thì con thèm phở. Đi đi đi. Ăn cơm đâu. Đi đi. Đâu biết nấu cơm đâu mà bắt người ta nấu cơm hoài à. Vô duyên. Ủa cái cửa chỗ nào vậy? Trời, cửa đó là cửa nhà người ta, mày đi phía trước hiên nè mày ơi. Sao đâm sầm vô trong phòng của nhà ông thầy luôn vậy? Vậy nha. Đi đi. Ông có túi nó khó chị. Alo, chị Bảy bán phở hả? Đóng cửa tiệm nghỉ đi nha. Chứ không là bị phỏng đó, đóng cửa tiệm nghỉ đi. Khổ ghê. Hai cha con ông này. Tới rồi đó. Gần vô. Hả? Rồi đó. Tới rồi đó, giờ má ở đây đi, con đi về. Nè. Tí. Con nói má bao nhiêu lần rồi, con lại má. Má ơi, má thích thì má làm đi. Tao nói mày đi. Tại sao má ép con như vậy? Con có thích. Tao kêu mày là đi. Chị Chính, tôi chào chị. Nha. Má cái chứng ôn gì sáng sớm chị vô nhà tôi, chị cứ chỉ tôi, chị kêu tôi làm gái hoài vậy. Trời đất. Thì ra
Thì ra coi như là ban ngày làm bộ như là coi bói cứu đời ha. Thì ra là làm trai bao. Bà nội trai mày, trai bao giờ này cũng dễ ghê, cỡ tuổi này mà còn làm được thấy. Mày điên hả? Mày nhìn tao ai bao? Đồ khùng. Trời có ơi. Có mày đó mới giống trai bao đó nha. Ăn bận thấy gớm không? Có trai bao nào có cái nhan sắc như tôi trời. Nè, chị bị tai biến hả? Không có. Sao nãy thấy ngồi xe đẩy vô đó. Tai biến là đi xe lăn. Còn cái này là ghế massage. Ghế massage. Ghế massage. À, ghế massage đó hả? Dạ. Ông này. Đâu, ngồi chơi chị. Con nói thầy nghe. Dạ, má con rồi có cái bệnh là thầy biết rồi đó, đi qua đây coi mối mà phải không? Thì có cái bệnh cứ như nói thường 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 cái chữ cuối phải đá văng lên chữ vậy đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy tôi nói đi là gỗ. Ừ. Gỗ. Không phải là đi. Ừ. Ngồi chơi. À, cảm ơn. Bữa nay chị dạ, qua đây có đi. Chuyện gì? Dạ có chuyện chứ. Chuyện là giấy. À, vào năm 1978 tôi có bầu. Chị bầu ai? Không, ý má con nói là có bầu. À, có chữa. Nó thích nói đắng lên vậy đó, thích đua lên vậy đó. Hồi đó má mày có tâm sự với tao rồi, tao hiểu mà. Bả coi mối tao 4 năm nay mà. Ngày xưa đó là học nhạc, mê bằng kiều, học nhạc. Học được mấy nốt cao, ông thầy dạy nhạc chết đó. Giờ là không có học nốt trầm được. Má nói gì má nói đi. Rồi tôi nói đi. Tiếp không? Nói đi, nói đi. Tôi có bầu. Có bầu. Có bầu, đúng rồi. Rồi bóng đến mưa gió tôi mới chuyển bún. Trời ơi, bầu bì thì để chồng nó làm. Chuyển bún rồi nặng nề để người ta chuyển. Thầy ơi, ý má con đó là đau bụng chứ không phải là đau bụng. À, chuyển bụng á. Dạ, đau bụng đẻ. Đau bụng đẻ nói mẹ cho rồi tôi chuyển bún. Rồi tôi mới đẻ thằng này. À. Hôm nay á, dẫn nó tới đây để nhờ anh coi bói. Má, má mệt không? Mệt chứ. Mệt mấy má uống nước nghỉ ngơi đi nha, chứ thầy với con đứng đây nghe hơi cũng mệt lắm, mà ngồi dưới ta cũng mệt nữa. Dạ thưa thầy. Mệt hả? Mệt hả? Mệt thì nghe tiếp hả? Má, má cả sớm mệt đó má. Ờ, tôi nói chị nghe nè, mình già rồi, chị nói chị cứ lấy hơi lên hoài để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Đừng nói, để cho con nó nói bây giờ sao, ý của chị sao, muốn má đây, cái con gì? Nói cho. Đó, bây giờ ý là coi như vậy nè, má con nói là con đến cái tuổi mà lấy vợ, đó, giờ muốn đại khái là con quen cái con nhỏ bạn gái. Mà hai đứa con yêu nhau quá mà giờ má con cứ không có chịu, giờ má con kêu qua đây coi ngày tháng rồi. Con ơi, thầy nói con nghe có thờ, có thiên, có kiêng, có lành. À, làm gì làm, vợ chồng hôn nhân là phải cẩn thận, phải coi cho kỹ càng, tuổi tác. Thầy nói gì? Cẩn thận cái gì? Đó má con cũng coi quá này rồi cuối cùng cũng ly dị với ba con thôi. Tao coi đó chứ ai. Trời đất. Đó, không, thôi má, tao coi là coi. Tại, tao coi là tao coi cái phần ly dị sao thôi. À. Còn cái phần trước là ông nội mày coi chứ. Đúng. À. Ông bà má ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chưa nói hết mà rồi cái gì? Rồi một câu. Trời. Đúng. Ờ à, thì đó. Rồi. Má, má nói một câu thôi, đừng có chấm phết vậy đây hết nha. Đi một câu ấy thì già đừng có bây giờ lấy hơi lên nha. Bây giờ má để con nói được không? Má cứu. Thầy ơi, bây giờ về đây nè, con là con thấy hai đứa con hợp lắm rồi, bây giờ tụi con có thể là đến giờ, nhân thôi. Bây giờ thôi, má mày đã quyết như vậy thì để thầy coi luôn cho. Mày tuổi gì? Thì con sinh năm 79 là con tuổi con dê. Con dê. Cái gì vậy? 12 con giáp, có con nào con dê má? Con dê. Con dê. Nó kêu. Dê, dê. Con dê. Tuổi muối. À, tuổi muối. Thôi mệt quá bà ơi, từ cái con to tổ nái bà đưa còn chút xíu à. À bây giờ tôi biết rồi, để nó nói. Thì con là con tuổi con dê đó. Mày tuổi con dê, nó tuổi gì? Nhỏ bạn gái nó tuổi hợi, mà con thấy hợi mẹ mùi là tam hợp đúng không thầy?
Con nói vậy là sai. Sai sao thầy? Tử vi á không có cái chữ mà hợi mẹo mùi tam hạp. Tam hạp á là tính cái tuổi thôi, còn cái mạng chưa chắc đã hạp. Trời, con thấy cái mạng mày á là mạng quả. Đúng rồi. Nó là mạng thủy. Đúng. Mà thủy nó sẽ dập quả. Mày có thấy ai mà vợ dập chồng mà chịu được không? Con thấy ai dập ai cũng đều được sung sướng như nhau chứ. Trời ơi, có dập là vui rồi. Con đòi hỏi cái gì nữa trời? Bởi tụi bay con nít, tụi bay thiển cận. Đây nè, luật trời là có âm có dương. Mà âm là phải dưới, dương phải trên mới đúng. Đúng vậy. Còn không có biết. Rồi. Chưa mà mày. Má mày chưa nói hết. Bây giờ con nói nè. Đó, con không biết cái chuyện tình yêu là của tụi con. Con không cần nữa, má thích thì má ở đây má coi con về. Bậy. Đang coi mà. Bây giờ cái giờ con cái gì nữa, bây giờ con thấy cái chuyện. Bây giờ tao nói cái tuổi không hợp à, thì cái tuổi mày cho là hợp nhưng cái mạng không hợp. Cái mạng không có hợp thôi mà con thấy cái tuổi nó hợp. Thì im đi. Thằng mất dế. Thôi vậy. Tôi nói chị nghe, về cái tuổi không hợp, cái tuổi hợp, cái mạng không hợp, hay là bất kỳ cái gì nó có thể hợp hay không hợp, chị có thể cho cưới được. Còn cái vụ nó mất cái đó là bỏ luôn, khỏi cưới. Khỏi coi thầy, đi thầy nói cái gì mà mất cái gì mà bỏ luôn là sao? Má mày mới nói đó. Má con nói là mất dạy. Ủa dạ. Trời ơi. Ờ vậy coi nữa. Má còn lại má. Ha, bây giờ mai mốt má đừng bao giờ dùng cái chữ mất dạy giùm con nha. Má gọi con mất nết đi. Ha, chứ mất dạy nhiều khi đi ra đường nói vậy người ta hiểu lầm chết con. Ha, giờ má ngồi đây má coi con đi về. Nghe. Mày im đi. Tao không thích cái con tráng đó. Cái gì? Con đào tôm tráng. Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Ai mà thằng Nghĩa đi lấy con Trang rồi hợp lại thành Nghĩa Trang là thấy mẹ rồi. Bây giờ ví dụ mày tên Nhà, con kia tên Phạm Băng Băng, hai đứa lấy nhau là Nhà Băng, thấy không? Thầy nói gì sao luôn, con thấy hai đứa rất là hợp, Nghĩa Trang về chung một mái nhà. Nhà gì? Nhà Hoàng. Trời quá hợp. Cái trời về đỡ tốn kém. Thôi con thấy con chuyện yêu đương của con là của con. Chưa cưới về mà đã thấy sai rồi đó. Thôi má đừng có nói gì hết. Cái chuyện bây giờ vậy hỏi má nè. Má cứ tranh thủ hạnh phúc cho con hoài. Má thấy má có hạnh phúc không? Thôi tôi nói chị nghe nè. Chị mà để cho nó lấy á, càng lấy là chị càng chết. Không nên. Bây giờ tôi sẽ kiếm cho chị một đứa con dâu đàng hoàng. Bây giờ chị cứ quyết định là chị không cưới cho nó thì nó đâu có dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi. Mày phải nghe là thấy. Nói tại ông nói không có chịu đâu, không có chịu đâu, con chỉ thích mày không chịu rồi. Tao đạp đầu là tao chết. Thôi. Alo. Alo. Đè hoài hoài. Alo anh Mừng. Rõ hoài. Banh khác rồi. Up vô liền. Banh khác rồi. Thầy cứ coi đi thấy. Cho nên Không chưa. À, ai vậy? À, đây anh Mười ở sống trên. À, anh Mười á. Chào anh Mười. À, bả bị Abidan hả? Cấn giọng gió, cấn giọng bằng kiều. Ngồi đi. Hai người làm quen à. Đi. À. Chào anh. Chào Chí. Ừ. Đây con gái tôi. Dạ. Đây chào, dạ chào chú. Mày đuôi nghe. Về mày chú hả mày? Ôi, cái con này nó vô duyên quá hả? Về mày chú nghe. Thì bỏ vậy thôi chứ nó không có nhìn sao con này nó mắt nó đuôi rồi. Mày vô duyên cái gì vừa. Núi đưa lên như vậy mà nó kêu chú. Tao nhìn rất đàn ông quá. Mày im đi. Dạ. Người cái con người ta bự. Dạ. Chứ trước khi mà mày muốn kêu người ta mày phải nhìn chứ, mày phải nhìn tàn thân chứ. Mày không thấy sừng sững như vậy mà chú cái gì? Nhìn kỹ đi, hai trái lựu đạn nó nhô ra thấy hả? Xin lỗi chị Chính. Đây là chị Chính Bành. Chà.
Hồi ngày xưa có chồng. Ủa nghe tiếng chưa? À, nó cái... buôn bán như giỏi nhất ở làng mình. Thì cũng nghe sơ sơ chị Chính Bành đi hả? Đó. Tưởng Bành nhỏ nay Bành Trà Bá hả? Cái này chắc Chính vô ai quá, bự quá. Thôi mẹ ơi, vô duyên quá. Đây chị Chính, cái người mà tôi muốn làm mai cho con chị là con này. Con này. Con gái đó ha. Ừ. Thằng này á tuổi hợi nè, tuổi thằng này là tuổi thân nè. Không, con tuổi mùi tự. Ở mày tuổi mùi nè. Rồi con này á là dạ, con tên là Địa. Nguyễn Thị Địa. À, con tuổi Sửu. Tên Địa. Đây. Bà thấy cái gì sai sai đổi tên chứ vậy? Con nói cái gì nó kỳ sai lắm rồi đó má ơi. Tỷ sao mà con tên Nghĩa rồi con quỷ nó tên gì Địa? Nghĩa. Thôi rồi. Vậy bỏ liền. Đây không bỏ được. Con nói như vậy là thầy không chấp nhận. Tại nghĩa sao? Trang thì không được nhưng nghĩa Địa chấp nhận được. Trời ơi. Con phải hiểu cái câu Thiên Kinh Địa Nghĩa. Không nhưng mà câu đó hợp lý. Đúng rồi. Đúng. Đó, bởi vậy cho rồi. Sao chị má ơi má. Nghĩa Trang con nghe nó còn sang sang cho nghĩa Địa ra nó bình dân quá má. Bình dân mới dễ sống mày. Bình dân mới dễ sống. Tại bình dân hay không mày cũng phải lấy. Bây giờ tôi thấy là hai đứa này hợp nè. Đó, về cái tuổi á thì á, tính ra đó là nó khác. Nhưng mà tính vô trong cái cung á là nó hợp. Đúng. Về cái mạng hợp, về cái tên cũng hợp. Dạ. Cho nên là tôi thấy là hai người nên nói chuyện với nhau làm xui. Vậy dạ. Mà lấy con cưới con này về là gia đình chị phất lên nữa. Nha, yeah, nha. Yeah. Đứng đó. À, ôi trời, cái con đó nó vô duyên vậy mà lấy cái gì? Bị đi. Anh ơi. À tôi thích như vậy. Chị đứng xa xa. Ừ. Chị đứng xa xa chở. Tại sao? Thấy to chở. Anh yên tâm, người ta nói là cãi thầy núi mới đè. Anh có cãi tôi đâu mà anh sợ núi đè. À. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi nói chuyện đi. Hay là cho tôi làm đám cưới ngay đi. Hả? À? Cưới liền. Là đám cưới liền hả? Cưới liền ơi. Gì? Gia đình khá giả lắm. Cưới liền. Đây nè, gia đình chỉ có cái gì đó cái... Tôi lo hết. Cái gì? Con cưới anh này. Cái chết luôn nghe rồi. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc bộ đồ đó lẹ đỏ lét à. Như cái bao lì xì, như cái dĩa tiết canh á. Mày nhái tao đâu quýnh mày chết mé. Mày qua đây đi, đi đâu đây. Mà. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc đồ hồ hẹt quá à. Mày nhà tao có cổ tao không còn gì đâu. Mày chưa có xác định luôn kìa. Đi. Con nói má nghe nè, trời ơi, ở nhà một cái giọng của má là con nghe cũng khùng điên rồi. Giờ lấy cái con để cái giọng đó nó về bị sốc rét chết. Từ từ. Trời, nó cưới đi. Mọi chuyện tôi lo hết. Trời ơi trời. Chị nói sao á chị? Người ta chứ không phải là cá, thịt, mắm, muối mà ra mà mua. iPhone còn phải xếp hàng mà. Ủng hộ gì con gái tôi. Thôi má. Chịu đi, ha. Chịu đi. Nó không phải. Mày im đi mẹ ơi. Mày im đi mày. 10,000 của tao đó. Đi vậy, lên chứ. Nói chung là nó cũng phải cái gì đó nó hợp lý. Chứ không phải là muốn cứ là cứ con gái người ta mà chứ đâu phải là ký ổi, ký xoài mua về chấm mắm là xong. Vậy anh không chịu. Thì cũng phải đúng hợp lý mới chịu chứ phải. Anh không chịu. Ờ đúng. Chứ sao? Trời. Không chịu á. Chứ sao trời? Vậy thôi. Má rồi mà. Lấy giỏ đi về đi. Chị ơi đừng có nóng. Tôi nói chị nghe nè. Vì hai người lớn mà nóng á. Mà chị không cưới được con dâu này về á. Chị không có làm ăn nên vợ đâu. Con này về là bảo đảm gia đình chị phải lên. Gia đình chị phải lên. Nổi cái giọng không là hai mẹ con chị lên rồi. Lên tới nóc rồi. Hay lắm, hay à, lắm. Rồi ban chị cưới đi. Cưới. Rồi, cô đi ngon rồi. Xả hàng cuối năm rồi à. Ngồi xuống. Hiểu hả? Chịu. Ngồi xuống đi ban chị đám cưới luôn. Giờ tôi tính với. Cưới mấy cho cái gì mới cưới. Mày đi chỗ khác đi. Đám cưới.
Má. Tôi lo hết. Mày im. Mày má tin. Tao lo hết. Đãi bao nhiêu con bằng thành nhân đi. Ai phải lớn à, phải lớn như hoành tráng như dầm họ. Hoành tráng. Con gái một á. Làm văn nghệ hoành tráng. Nghe. Mời ngôi sao. Ừ. Như Quýnh. Ba Thiên Vấn. Gì? Thôi, đám cưới xong thôi chứ Quýnh lộn gì nữa. Má con nói là Như Quỳnh đó. Dạ, mời Như Quỳnh, Ma Thiên Vân má ơi. Như Quỳnh ca sĩ ha. À. À, cho nó hát nhạc dance. Nhạc dance á. Nhạc nháy á. Ha. Ít quá, ít quá. Ít đông đông đi. Mời Jackson Nguyễn. Ma Thiên Dung. Hát quê hương. Mời Nguyễn Ngọc Ngán. Nguyễn Cao Kỳ Diễn. Làm MC hả? Không. Vũ Cống. Cái gì? Cái gì? Vũ Cống. Má nói Vũ Cống hơi nghe tưởng công công luôn chết. À, dancer. Dancer đó. À, bây giờ. Vậy mà con mới nghe, con có tưởng là mời chú Ngạn với chị Kỳ Duyên về đi làm cống gì cho nhà chứ. Mày yên. Con quý. Con. Vui. Mời hai. Mời hai đi, mời hai, tôi phải hai. Ờ. Muốn mời ai? Quay lưng. Mắc lắm. Hả? Thằng đó mắc lắm. Kệ nó đi, mời nó đi, nó đang cần tiền dữ lắm. Rồi đi tội nghiệp nó. Ủa bà con sao mà kệ tôi đi. Bà con sao xuống dữ vậy? Vậy đi nha. Thôi vậy đi, vậy quyết định. Quyết định ngày nào? Rồi để tôi. Tặng quà gì nữa không? Tôi lựa ngày cuối luôn. Tặng luôn một món quà rất giá trị. Thôi, học toàn nhẫn nhất là cái cho nó có, cái để đeo với người ta thôi. Cái này quý hơn nhiều. Cái gì? Đi. Đi. Đi là ghế massage Luraco. Ghế này là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Ghế massage Luraco là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới và là ghế duy nhất chỉ dùng cho quân đội tại Mỹ. Chúng tôi rất hãnh diện vì là ghế Luraco là một công ty người Việt sản xuất và chế tạo tại Mỹ. Ờ, của nhà em làm á. Ủa sao nói cái này là nó không có bị lên giọng xuống giọng gì hết vậy? Quảng cáo mà. Mày nói đúng. Người ta nghe, người ta mới trả tiếng. Ờ. Ủa cái này là của ai làm? Ai làm? Ơi, vậy là nhà cô có một cái hãng. Hả? Nhà cô có cái hãng. Bỏ đi. Có cái hãng đó. Cái hãng làm ghế nè. Con nói theo tông cho cô vui đó. Rồi thôi vậy, để nắm cưới luôn đi. Qua đó, qua đó. Trời ơi, cái gì mà đỏ rực vậy trời. Mày qua đây đi. Mày nhìn giống như dĩa tiết canh. Nè, nè luôn à. Mày cứ tiết canh hoài. Rồi sao mà sướng được trời ơi. Con như con ở đợ ông này vậy đó, sao cưới. Mày sao nó phá đám hoài. Con nói với má, má mà kêu con lấy con này con cắn lưỡi con chết liền. Mày nghĩ gì? Mày suy nghĩ là tao. Mày không nghĩ là tao đập đầu tao chết. Anh ơi, chị đừng có đập, không bể đầu. Tao bể đầu nó bể cái khác bây giờ. Thôi má ngồi xuống đi. Để cái bàn ngồi xuống đi. Má ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tía ơi, con không lấy chồng đâu tía ơi. Không có lấy đâu, con nói rồi. Nè, tao nói từ đây tới cuối cuộc đời mày chỉ dùng cái avatar thôi. Nghe chưa? Dạ. Không nói gì hết. Con không lấy chồng đâu. Mày cãi không à? Mày cãi là hư vọng của đường hết. Thằng trai gọi nè. Alo, anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái chuyện tụi mình giờ nguyên xóm nó biết hết rồi anh. Cái gì nữa? Sắp lấy chồng trời đâu? Trời ơi, cái vụ cái bầu đó hả? Trời ơi, giờ mọi người biết hết rồi, giờ làm sao? Hả? À? Nguyên xóm biết rồi, em có bầu luôn hả? Trời mèn đất ơi, bây giờ sao tía em? Mày điên hả? Cái thằng nào đó mày điên hả? Có bầu mày là lớn cho ta biết hả? Cái mày ngu như vậy? Tao đang gài mày biết không? Tía ơi! Ngu như con bò hả? Có bầu mày la cho lớn hả? Tía là la lớn nhất ở nguyên cái nhà này, biết hết trơn luôn rồi đó. Trời ơi! Ông mới nói cái gì? Ai có bố? Hả? Dạ con có bố. Con nhỏ này có bố? Vậy là sao? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Tự nhiên ai ăn ốc bây giờ bắt con đổ vỏ, má thấy chưa? Không, đổ vỏ đơn giản lắm con. Chỉ cần cầm cái đổ vô, còn ăn ốc phải ngồi lễ từng con lâu. Thầy đến đây. Thầy vô bãi đây. Giờ bói với má bao nhiêu lần rồi mới thấy không? Suốt ngày cứ bói ta
ổng coi hai ổng đâu có nghèo sơ nghèo sát gì mới thấy không. Bây giờ tự nhiên là ai tự nhiên tới giờ có bầu kêu con đi lấy con, đừng có hòng con chỉ chịu con Nghĩa Trang thôi, con với Nghĩa Trang. Yeah. Yeah. Mày chết đi. Trời ơi, núi đè rồi tí ơi. Chết rồi. Ông mới kỳ gá. Ông chỉ bị 10.000 đô. Ông gấp gạt tôi á. Mà không. Thầy Tứ, bước lên đây. Bước lên đây. Tại sao? Tại sao thầy lại gạt tôi chứ? Đâu có biết, tôi đâu có làm ra cái bầu đó đâu, tôi biết. Im đi. Nếu tôi là tác giả, tôi sẽ trả lời ngay. Thầy cái gì 10.000 đô la? Thầy dám gạt một người đàn bà nhỏ bé như tôi. Trời ơi. Tôi không ngờ thầy gì thiệt. Thầy bán rẻ lương tâm của mình. Tôi là khách mối của thầy mà. Thôi mà bỏ qua đi mà. Không, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Đời là gì? Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người dối trá. Đồ mất dạy. Ủa, không đem cái ghế về hả? Nhắc làm gì? Cái đó đem tặng tôi mà. Ông hay quá. Con không có chữa, không nói. Để cho bây giờ người ta chửi tôi. Mắc đuổi đâu đó rồi mà nói. Mắc luôn cái mối làm ăn. Mỗi tháng 3.000 đồng bạc tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của tôi. Bả đưa không đó. Thì bây giờ tôi cứ tưởng là gia đình không biết gì. Mình gài vô. Mình gài vô xong nó mới có chút mới nhỏ thì mới à. Gài vô xong về cái nói sao đẻ sớm, bác sĩ biểu đẻ. Thầy ơi, thầy ơi, con xin lỗi. Thật ra cái chuyện này bây giờ nó cũng lỡ hết rồi. Đó, cái gì mày làm nhục mặt gia đình mày thấy không? Bây giờ mặt mũi nào đi ra đường. Thì biết không, con á, ngày nào con cũng đi với anh cu tèo vô trong cái giường ổi hết trơn á. Thì hết chỗ mà vô, mình vô chỗ vắng dễ chi vậy? Thì vô chổng mà mình mới dễ. Dễ bà nội mày hả? Thì vô chổng mà ngày nào anh cũng dắt con vô giường ổi cả 6 tháng nay rồi. Trời ơi. Cứ mỗi ngày con vô trong đó, con ăn một trái ổi. Ngày nào cũng vậy, con bước vô giường ổi, con ăn một trái ổi. Con ăn riết đến một ngày kia con chịu không nổi. Rồi cái ngày đó con ăn quá trời ổi luôn. Con ăn xong, con thấy tự nhiên cái bụng mình nó quặn lên, nó sình lên. Mỗi ngày nó bự lên, nó cứng ngắc à. Như vậy là con ăn ổi, con có bầu phải không tía? Thằng Tèo là thằng nào? Dạ, thằng Tèo là bị bóng. Bạn con. Bà mẹ tao phan cái này chết mẹ mày á. Hồi nãy mày nói sớm sớm đi. Mọi người đâu có kịp để con mày ăn ổi mày có chữa à? Dạ ăn ổi có chữa. Mày sinh bụng mà mày làm tao mất tháng 3 nha. Mày là tức là con ăn ổi con sinh bốn. Cái thằng đó là con là không, nó không có thẳng nữa. Dạ, anh muốn không mà anh nhìn con là anh ói luôn á, không có mặn gì hết. Là bị ăn ổi. Ăn ổi sình bụng rồi bây giờ sắp đẻ rồi đúng không? Nó không tiêu đúng không? Dạ nó không có tiêu, nó bụng nó bự ra quá trời. Mày sắp đẻ ra bà chính á nha. Dạ. Mày ngu quá vậy? Mày ăn ổi làm sao mà mày có cái kia được? Vậy không có hả? Trời ơi vậy mừng quá, vậy là con không có chữa hả? Mày mừng cái gì người ta? Cha con mày mừng mà tao chết cha. Trời ơi là trời. Trời ơi. Vậy là tía ơi, vậy con xin lỗi tía. Vậy là con đã làm kế hoạch này không có hoàn hảo phải không tía? Tao giết mày bây giờ. Mày cũng ngu. Dạ tía ơi con xin lỗi tía. Tỉnh dậy anh Tư ơi, anh Tư. Thầy ơi thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi rồi con kêu bà chính lại. Rồi bà trả tiền lại cho thầy nghe. Còn lâu. Vì cha con mày mà con tao chết đói rồi đây nè. Trời ơi là trời ơi.
rơm. Đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi, chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà sơ. Gươm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốc mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gươm sao xui thế nhỉ? Hôm qua em đi chùa Hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúa la 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 la. Dạ con chào thầy. Ô, chào chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ, con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng, dạ. Thế trước con ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi mày con có chồng rồi được không á. Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi vậy thầy. Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Đó. Mà tôi sợ bô nít nó đến nó túm cổ sao tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời mệt mỏi gã hơi tài khách đồng quá. Ôi giời. Dạ thầy, con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo cái thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhôm nhắc cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền. Ốm đau gì ở đây? Gầy vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay, chả ma là nó nâng khăn chữa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt hả? Thầy nói con ăn nhiều cho mập lên mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Tôi không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì nòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi cái bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là Gia Cát Lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là Gia Cát Lạng đấy. Thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam. Tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc làm sao con nói được. Ôi cô hay nhỉ. Đây là mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc xong mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy?
Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe, cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này, có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi thì dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không ơi. May mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt đấy, cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy mày vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn đó thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giá hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy không đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Bé được. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi, mình đặt 1 đồng. Đó. Cái này cô ơi. Ôi, xe ở đây 3 cái đĩa sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi tự nhiên cà đĩa con bỏ 3 cái rồi sao bỏ? Úi giời, cô này gớm, ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này phải đúng lễ thì thôi chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm ơi, nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ thầy coi sai sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người chả dại thế. Thôi đừng nói nhiều nữa đâu, để con bỏ cho. Tao bỏ cho mày 5 đồng 10 đồng rồi. Ừ thôi thế rồi bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát nếu mà lẹ lẹ lên đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không bắt chửi con. Rồi sao xuống thành khẩn với Khánh đi. Dạ con thành khẩn. Ờ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy cũng biết cay mắt vậy. Thấy không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em này. Em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ, mày bổ đâu, mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi, thầy đuôi chứ. Mày bảo thì mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Gớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết này, người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ. Tâm mồm, để con Khánh này bảo. Con lạy ba ba ở trên ngàn nghe lời thầy Khánh với trần giang bà. Xa nằm mà xa nỗi xa mẹ ý, mà xa nằm xa nú xa mê mà chân dáng bà về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. Xong chưa, mệt quá vậy rồi. Con lạy xong rồi ạ. Mày lạy xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Thánh bạch bái lạy thánh vạn bái dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lạy tam phường chín hướng thương cho đệ tử con là Phi Nhung dạy ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà con không có ế chồng.
chồng à? Gớm, mày phải nói thế Thánh mới thương chứ lị sao mày rớt thế nhỉ? Mình gạt Thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ lị. Mày đi xin lộc Thánh mày chủ yếu là phải Thánh phải cho lộc mày, mày lừa Thánh, Thánh mới thương mày, gớm con này rốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Quá? Mà thầy gieo quẻ bằng gì vậy? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó? Gớm con này, bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi, bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi, mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là nhá. Sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này, sầu chè chè nắm đất bên đường, sầu sầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ, thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đó. Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đấy, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cái thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con thấy lại không chờ cho nói con sai. Con lại con lật thịt để cho con lấy chồng, chứ con cũng ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, trang thầy 100... đặt đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân mười thứ cao ở thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tất rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô congratulations. Thiệt hả thầy? Thế nào lâm nay cô cũng có chồng? Trời ơi, con mà có chồng á hả là con bao trời thầy một chầu sine liền á. Này mẹ mày lấy cái lưới câu mày móc mẹ trong họng ra đây. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem sine hả mày? Con... Bây giờ đây, con quên, con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con là thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này, năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Châu. Thế này này, cái câu đầu tiên này này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein à, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì? Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi, nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nghe, giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không? Gươm mày có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn giá ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không của... nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vài năm tất rộng thân mười thước cao, mẹ thân nó mười thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa.
Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi. Mệt lắm rồi. Thì xem nữa hả thầy? Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi vậy. Vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, mày hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuối thiệt rồi. Bỏ giá trời trong đuôi chết luôn. Chứ mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy? Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trời, ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày ra, ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi, con ruồi. Gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à giời. Vào, vào, vào. Ruồi dạ. Đấy. Dạ dạ, dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi. Tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á. Ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm, ai mà con giả xin... bờ. Tự dưng đang mắt sáng không muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng đi coi bói làm gì cho bị mất một mấy thằng bạc cũng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày để khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Tết vui vẻ cô nha. Vô đây, vô đây. Theo anh. Để anh chỉ cho em. Đây nè, là cái ghế mà mỗi lần ngày xưa anh nhớ em đó. Anh ngồi đây, anh nhắc lại ôn lại những kỷ niệm đẹp của thơ mộng của anh. Ủa, con bắt rồi. Trời ơi, mới qua Mỹ có mấy ngày mà đi đâu cũng không đi sát mình trên lạc hoài. Em ơi, bé mộng ơi. Anh ơi, giúp em với. Cái gì? Anh giúp em với. Sao vậy? Chuyện anh... gì? Anh giúp em bịt mấy cái ống nước bị vỡ rồi. Trời ơi, ống nước nhà bị vỡ hả? Không, ống nước công viên. Ống nước công viên nó vỡ lung tung cả lên. Em bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Bịt hết ống này nó lại thò lên ống khác. Em bịt mới được 20 mấy ống thôi. Còn bây giờ nó thò lên khắp nơi rồi. Trời ơi, cái đó là cái tưới nước tự động của người ta ông ơi. Khổ quá. Trời ơi, bịt bao nhiêu cái ống rồi? Em bịt được 20 ống rồi đấy. Trời ơi. Thôi anh thủ tiêu đi. Thôi. Nếu mà người ta thấy người ta bắt em chết. Trời ơi. Thôi thế em thấy nước nó xịt nó văng tung tóe em tưởng đâu là vỡ ống nước. Đấy. Ngồi xuống. Công nhận. Ơi. Nước Mỹ này cái gì cũng lạ với em anh nhỉ. Ừ. Anh nói cho em nghe. Em mới qua đây á. Em muốn học nhưng phải từ từ. Nghe không? Anh. Ừ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh nhá. Được. Em thấy Mỹ nói tiếng Anh ào ào em thích lắm cơ. Thế hôm nào anh cho em đi học tiếng Anh để em nói chuyện với người Việt. Mình chơi như thế nó mới sốc. Sốc quá rồi đó. Không, tại vì em á, em nói là nhiều khi em nói chuyện mà em nói tiếng Việt mà Mỹ nó không hiểu. Ủa sao vậy? Hôm đấy em đi từ phi trường Los Angeles em sang Houston này này. À. Xong em vào em đưa cái vé cho nó. Xong mà em thấy một cái điều vô cùng vô lý là mình đã đưa cái vé như thế thì nó nhìn thấy mặt mình đáng lý nó phải cho mình đi chứ. Đúng. Xong nó bảo, ai đi? Xong em bảo là em đi. Nó cứ nhìn em này.
nó cứ trợn mắt nó nhìn em này, nó cứ bảo là ai đi, xong bảo ô tôi đi, xong rồi em nó cứ bảo là no ai đi, xong rồi tao đi. Em điên dần lên anh hiểu không, em điên dần lên, xong em lấy tiếng Việt ra em dồn hết sức bình sinh em chửi thẳng vào mặt nó, thế tao không đi tao vác xác ra đây làm gì. Thế xong nó lại nghe nó không biết gì, xong nó lại rước một cái anh Việt Nam đến đưa cái passport em lên, thế là nó cho em đi. Trời ơi em ơi, thế mình đi mà nó chả hiểu là ai đi. Em nói vậy là em hiểu lầm người ta rồi. Sao? ID là bên này là cái thẻ có cái hình, là cái như là cái căn cước mình hồi xưa đó, chứ đâu phải nó hỏi là em đi hay là ID. Ôi chết mẹ, thế là em nhầm nữa à? Nếu hôm nào anh mua cái vé máy bay cho em sang đấy xin lỗi nó nhá. Mình làm có lỗi là mình phải xin lỗi. Đấy. Ôi, biết ổng đâu rồi mà xin lỗi. Ôi thế à? Thế không biết thôi. Em không đặt quá. Biết đỡ cái vé. Nè. Vâng. Nè, anh nghe nói là trước khi qua đây á, em có học tiếng Anh phải không? Dĩ nhiên rồi. Bây giờ anh dặn em là phải học tiếng Anh, thế là em phải tự động em học. Ừ. Bây giờ đó, kể cho anh nghe coi vài chữ coi có rành không? Ồ, dễ như không ấy mà. Ngày xưa anh nhớ không? Ở Việt Nam là em làm gì? Em là, nói chung là em đầu bếp chuyên môn nấu bún riêu. Đúng. Đấy. Thế là em học, anh bảo em á, học trước tiên là học cái gì? Học hello, goodbye, rồi học thứ ngày tháng. Đúng, đúng. Đấy. Thế là em mang hết cả đồ dùng ở trong bếp ra em học. 2 ngày thôi em học thuộc hết, không thiếu một chữ nào về thứ ngày tháng. Ủa? Sao hay vậy? Nhớ nhanh kinh khủng nhá. Sao vậy? Đấy là ý của em đấy. Sao? Đây này, ví dụ như thứ hai, em khó nhớ quá, không nhớ là cái gì, xong em vác cái mâm ra, đây mâm đây là thứ hai. Đúng không? Mâm đấy. À. Thế xong em vác hũ tiêu ra, em bảo tiêu đây là thứ mấy? Thứ ba. Đấy, thứ ba. Đấy, rồi thứ tư đấy là dọn dẹp đấy là West Day. West Day. Đấy, thứ sáu là cái gì? Thứ sáu là mang nguyên cái dao phay ra, phay đây là thứ sáu. Thứ bảy là phải rượu rắn. Sao vậy? Xà tiểu đây. Xà tiểu là rượu rắn đấy. À. Còn chủ nhật là sướng đây. Nghe thì cười rồi đúng không? Nghe thì rất là buồn cười à, nhưng mà rất là có lý. Đúng. Cứ em khuyên các chị nào ấy, cứ thứ bảy cho chồng uống xà tiểu đây là chủ nhật là sướng đây ngay. Em giỏi quá. Em nhá, em sang đây á cũng một lô tiếng Anh đấy, nhưng mà có nhiều chữ em vất vả vẫn không hiểu. Em chưa hiểu phải không? Nó ngược hết với Việt Nam anh ạ. Ừ. Ví dụ. Đấy, ví dụ như là em là đầu bếp chính của cái gánh bún riêu của em. Đúng. Ví dụ Việt Nam là đầu bếp là nấu ăn, còn bên này đầu bếp lại là sếp cức. Hả? Cái gì? Trời ơi, không phải gì đâu em ơi. Chip cook. Cái gì? Chip cook. Ồ, chip cook à? Ờ. Sao hôm nay cái chị kia, chị ở Mỹ mười mấy năm trời, xong rồi về chị, em hỏi chị ơi chị làm gì thế, xong bà làm sếp cức. Em tưởng bà làm, em tưởng bà ấy làm trong công ty phân bón. Chắc cái bà đó cái miệng bà làm sao á. Em có biết đâu. Ờ, em đừng có nghe mấy người nói nghe không. Vâng. Nè, anh nói em nghe, bên Mỹ nè, chỗ nào mà vui á thì người ta kêu là fun. Ồ, thế bên Pháp vui hơn. Sao bên Pháp vui hơn? Bên Pháp đi đâu cũng thấy fun. Phân đầy đường ấy. Không phải. Phân đây là phân đi đó. Phân là vui đó. Thở chứ không phải cái đó em ơi. Sao em cứ nghe loang thoáng. Ai biết đâu, em thì dân nhà quê nghe phân. Em tưởng đâu toàn thứ bón ruộng. Nè, anh nói cho em nghe. Dạ. Qua đây rồi đó ha. Anh đề nghị em nè, đừng có bận đồ bà ba với lại quần đen đi ngoài đường, nó kỳ lắm. Ô, anh buồn cười nhỉ. Đây là xứ tự do mà. Mình muốn bận gì mình bận chứ. Có việc phiền gì đến ai đâu nè. Miễn ra mình thấy thoải mái là được rồi. Thì anh biết rồi, nhưng mà cho nó hạp chứ cái bên này. Nghe không? Tướng em đó, anh nói em nghe nè. Đứng dậy anh coi. Đó. Tướng em là dông dỏng cao như nè. Chân dài tới nách nè. Trời ơi, bận váy là số 1. Bận cái gì? Váy đầm ấy. Anh ơi, em bận váy bao nhiêu người đây ói ai hốt. Rồi ói. Anh một cười chân dài đến lách nhưng cũng tùy chân. Gấm chân người ta phẳng phiu, chân người ta trơn lu. Còn chân em độc hoa không thế này. Gớm nào kiến cắn này, nào muỗi cắn này, làm ruộng này, phèn nó đóng này gớm.
bận áo đầm vào tổ tủi hổ cái áo đầm. Không, em biết lượng sức mình. Nè, anh cho tiền đi lột da. Ô, tự dưng đang ở Việt Nam làm người sang đây làm ếch à? Tự dưng lại đi lột da làm gì? Đâu phải lột da ếch. Trời ơi, lột da cái lớp da ngoài thôi cho nó đẹp. Thôi thôi thôi, tôi không lột đâu. Người tôi sống nhờ da, tôi lột hết da, tôi sống vào cái gì? Chả còn tí thịt nào protect cái xương cả. Thôi được rồi, tôi tùy em. Nhưng mà, để coi. Trời đất ơi, em rất là đẹp. Nhưng mà có cái bờ môi là chưa có đủ sexy. Anh cho tiền đi bơm môi. Thôi em sợ lắm. Sao vậy? Thôi em thấy cái tai nạn bơm mấy rồi. Bơm môi là mắc mớ gì tai nạn. Đây Việt Nam thì ham to đấy. Ai? Việt Nam ham to. Rất nhiều bà bơm xong còn xin tí. Xin tí. Hôm đấy em chứng kiến ngay tại chợ Sài Gòn. Ngay hàng cá luôn. Bà kia mới vừa vào bơm cái môi đến đây này. Môi trẻ đến đây này. Xong vừa bước vào hàng cá hỏi bao nhiêu ký lô, con mẹ bán cá vỗ cho một cái bóp. Xong bà đứng bà hỏi ô con này sao tự dưng tao mua cá xong mày đánh tao. Nó cá người ta tươi thế kia, sáng sớm bà trẻ môi thế này chó mùa. Trời đất ơi. Cái đó là tai nạn mà, nó không có thảy ra thông thường. Thôi thôi em sợ lắm, gớm khổ. Em nhớ là em cứ thêm tí. Sau này hôm nào nó vỗ cho em nó đến bể mồm thôi mệt. Em giữ cái mồm như thế này, mồm em như đống thịt bò thế này anh chưa vừa lòng à? Thôi được rồi, tùy em. Vâng. Nhưng mà anh nói em nghe, kể từ ngày hôm nay. Vâng. Em qua tới đây rồi. Vâng. Thì em để cho anh lo cho em ha. Em không cần phải làm cái gì đụng tới móng tay em hết trơn. Không, móng tay em cắt hết rồi, cho em làm đi. Em ở nhà em buồn lắm. Anh ơi, anh phải cho em đi học này, anh phải cho em học lái xe, em phải cho anh học tiếng Anh, anh phải cho em học cái nghề gì đấy để em làm, em giúp đỡ anh. Em không phải làm gì hết trơn ha. Mọi chuyện đã anh lo, nghe không? Anh làm á không đủ á, anh làm thêm mấy job cũng được. Em chỉ việc hưởng thụ, em ăn rồi nằm một chỗ cho anh. Ô, đang tự dưng đang người bình thường đi đứng đàng hoàng xong từ Việt Nam sang đây liệt à? Trời, không phải liệt, ý nó là em nằm ở nhà hưởng thụ thôi, không phải làm gì hết. Em thì em thích đi làm, em ở nhà em buồn lắm. Nè, em cần gì? Em muốn đi shopping cái gì, mua sắm cái gì, em muốn đi mua bất cứ gì, anh đưa tiền cho em nha. Nè, nếu mà em buồn, anh cho em đi học nhảy đầm luôn. Được không? Ôi chết, từ xưa giờ cứ trên bờ dưới ruộng nhảy xuống ruộng nhảy lên bờ, bây giờ học nhảy đầm học thế chó nào được rồi ơi. Học cho nó đỡ buồn, thể thao đó em. Thôi anh thích thì em chiều anh. Rồi, đi nha. Khó, tôi về nấu cơm ăn đi. Thôi bây giờ tối rồi, về. Anh đem mấy cái bọc ni lông này cất đi. Xong ra gỡ hộ em mấy cái ống nước đang em đang cột lại hết rồi. Rồi nước thịt nước hết rồi anh ạ. Rồi. Nhanh đi nhá. Ừ. Tôi đã lầm đưa em sang đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, ngồi đợi chờ em trong phòng vắng, buồn thì cười vui khóc như điên, biết bây giờ đang rước ưu phiền. Tôi đã lầm to, tôi đã lầm, tôi biết tôi lầm. Lầm thì lầm, tôi đã lầm quá. Lầm thì lầm, tôi đã lầm to. Tôi đã lầm, lầm to. Nhà em đi vào phố, rồi đêm đi nhảy đầm, ngày đi binh sập sáng, lúc vào shopping mall để nhà như cái nhà kho, thân tôi như là trâu bò. Rồi em mua, rồi em sắm, là đô la, là nước mắt, là công tôi miệt mài cài đêm ôi cài ngày để em có tiền sai quá. Tôi đã lầm theo anh sang đây.
nằm chờ chồng như con mèo đói. Chồng làm về ngủ ngáy ô, muốn yêu chồng nó lại không cho. Em nói là sao? Em nói là em muốn yêu tôi mà tôi không cho. Chính xác như thế. Tôi đi làm 2-3 job tôi mệt tôi phải ngủ chứ. Thấy không? Ngủ ngáy là chuyện bình thường. Ồ. Có gì đâu mà em cầm lên. Nhưng mà ông không ngáy bình thường như người khác. Tôi ngáy nếu sao? Nếu ông ngáy đều đặn thì tôi còn ngủ được. Thân xác tôi ngày càng còm cõi đi là tại vì ông. Gớm khổ bao nhiêu năm tháng để ở một năm trời để ăn bơ ăn sữa mà thịt không có toàn da với xương. Tại vì sao ông ngáy kinh khủng như người ta đâu. Ông ngáy mà đều đặn thì tôi còn ngủ được. Lâu lâu ông cứ bố thằng nào ngủ cho được. Thì tôi đi làm bả tôi mới may ngáy như vậy. Ai bảo ông đi làm? Đấy, đấy. Bây giờ còn than thở mang tôi đây sang khổ à? Gớm. Khổ sao không lấy tự viết bài mà hát. Còn lấy cả nhạc ông Lam Phương chế lời lại. Tôi hận quá tôi phải làm chứ sao. Mới viết chưa có thụ kịp rồi. Mà tôi hỏi bà, bà ăn mặc cái gì? Đêm khuya bà đi đâu vậy? Nhảy đầm. Hả? Tôi đi nhảy đầm. Bà đi nhảy ngày đầm? Ngày xưa ông bảo tôi phải đi học nhảy đầm. Tốn 700 ngay ngày đầu tiên ông không chịu. Đến giờ tôi phải cố gắng lắm tôi mới nhảy được đầm đấy. Đấy, ông có nhớ cái 700 đấy không? 700 gì? Gớm khổ, ngày xưa tôi có mang được guốc cao gót đâu. Ngày xưa toàn chỉ guốc mộc thôi. Ông bảo mang guốc cao gót vào, vừa bước vào sàn nó làm xẹp thế này. Thế đi chụp x-ray đấy. X-ray đây. Thế thằng Mỹ nó là bác sĩ nó lại quất cho 300 mà hình trắng đen, không thấy được cái gì. Đấy, rồi về nằm treo giò lên 4 hôm, 400 nữa là 700. Đấy. Còn tôi ăn bận như thế này để đi làm gì á? Ừ. Đi đánh tennis. Hả? Cái gì? Đi đánh... chơi jet ski. Trời ơi, đánh tennis mà bận đồ vậy hả? It's my style. Style cái gì? Hả? Sorry. Mà nghĩ sao mà bận đồ? Trời ơi, ba cái kim sa kim tuyến đầy người hết trơn á. Ồ. Ông chả bảo là đi ra đường ông phải sáng mặt với người ta à? Thế này chưa đủ sáng à? Hả? Ông tưởng tôi mặc cái này sung sướng lắm à? Con người tôi chỉ như con nhái, thế này tôi phải na trên người bao nhiêu là hột, nó nặng bỏ mẹ ấy. Đây là không gồng là nó cong đến đây rồi. Đây là phải dáng ướng lắm nó mới sừng sững như thế này. Tôi hỏi bà. Gì? Bà đi đêm tôi không nói, ban ngày cũng vậy. Bà không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết trơn á, bà bỏ đi cả ngày. Bà đi đâu? Shopping. Shop. Ông bảo tôi là phải biết đi shopping, phải biết sắm sửa mới cho bằng chúng bằng bạn. Tiền ông để làm gì? Ông cầy 3-4 chóp làm gì? À, chả phải đâu để ông để cho vợ ông xài à? Thế thì tôi đi shopping, ban ngày đi shopping, tối đi casino, buồn buồn đi nhảy đầm, thế thôi. Cho là cái đó là cái ý kiến của tôi. Mà lúc đó tôi thấy bà mới qua ha, tôi sợ bà buồn tôi mới nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đâu có ngờ bà thay đổi 360 độ. Ăn muốn... quen nhịn không quen. Đó là tại ông. Tại tôi à? Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay là tại ông. Ông bảo tôi thay đổi à? Chứ đây này. Ông nhìn đi. Ông nhìn cái sự thay đổi của tôi đi đây. Đây. Bằng neo đấy. Bằng ESL này. Bằng lái này. Còn có bằng này bằng gì đây? Bằng đánh bài. Hả? Bà có bằng này hả? Cái đấy là cái thẻ của ông. Ờ. Ông đánh từ ngày xưa. Tôi lâu lâu tôi lấy đi xong rồi ai không để thẻ vào tôi để thẻ vào tôi lấy phôi. Thế từ một người vợ hiền lành trở thành một người vợ ăn chơi sa đọa tôi không ngờ. Ô, buồn cười nhỉ? Ăn chơi sa đọa à? Ăn chơi sa đọa mà có bằng neo. Ăn chơi sa đọa mà học được tiếng Anh. Ăn chơi sa đọa mà học được bằng lái. Ngày đầu tiên khi tôi bước chân qua đây, tôi tưởng tôi qua tôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên chồng tôi. Nhưng tôi không ngờ anh chả đã động gì đến tôi cả. Suốt ngày anh chỉ biết đi làm. Anh làm để anh cung phụng cho tôi à? Anh có hiểu được cảm giác của tôi không? Đâu phải người phụ nữ nào cũng muốn nằm đấy để chờ chồng đem tiền về cho xài đâu. Tôi không thuộc hạng phụ nữ ấy. Xin lỗi ông, nếu ông cảm thấy không được, ly dị. Đơn giản thế thôi. Em bé đi. Mỏng. Mỏng gì? Bé mỏng. Không kêu tên cúng cơm nha.
Bây giờ Jennifer Lu. Cái gì? Lu hả? Em họ Lữ hả? Ừ. Nhưng mà Lữ làm sao đọc được thì Jennifer Lu. Thôi được rồi, Jennifer Lu. Thôi mà đừng có giận mà. Anh hồ đồ, anh biết lỗi rồi. Bên nay anh mới biết anh có hai cái lầm lận chứ không phải một cái. Cái lầm đầu tiên á là em bắt em chịu đựng. Ở trong nhà em khó chịu, anh không biết. Cái lầm thứ hai á là anh đã hiểu lầm em là một người vợ anh chơi sa đọa. Thôi bữa nay thì anh nhìn những cái thứ trong bóp em thì anh đã hiểu rồi. Thôi đừng có giận anh nha, bỏ qua đi. Anh hứa kể từ hôm nay anh sẽ bỏ bớt làm việc ở nhà lo chăm sóc cho em, có thì giờ để cho hai vợ chồng mình có một cuộc sống hạnh phúc nha. Em chịu không Lú? Tôi không thích gọi bằng Lú. Tôi thích gọi bằng Mỏng ngày xưa cơ. Ok. Nè, từ nay nhá, phải bỏ bớt làm việc đi. Vâng. Ở nhà phải enjoy với vợ chứ. Vâng. Có thế cuộc đời nó mới tươi. Tự dưng xong thả tôi sang đây cứ nhốt như tù ấy. Này. Thôi sẵn đây vui quá. Nhờ hai chồng mình nói chuyện nãy giờ sao anh thấy tối bụng quá. Đúng không à? Ừ. Ôi thế được rồi, ngày hôm nay anh nghỉ việc gì, không đi làm gì. Được rồi, vào trong đấy em làm cook anh ăn. Ê, cái gì? Em cook cho cook, anh ăn. Có chuyện đàng hoàng, trời đất ơi, cái đó. Đi. Năm trước rồi em ơi. Vâng.